Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Nhận con nuôi, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Galati đoạn 3 từ câu 26 đến đoạn 4 câu 7. Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Giêsu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Giêsu. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản thì cũng không khác gì một nô lệ. Người ấy còn phải ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta làm nô lệ cho các nguyên lý sơ đẳng trong thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp. Và nhờ đó, chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: Abba, Cha. Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con. Và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Galati đoạn 3 câu 26. Bởi đức tin trong Đấng Christ Giêsu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Bộ phim Góc Khuất năm 2009 kể về câu chuyện có thật của Michael Oher, một thiếu niên vô gia cư. Một gia đình đã cưu mang và giúp cậu vượt qua những khó khăn trong học tập, và cậu cũng đạt được thành tích xuất sắc trong bóng đá Mỹ. Trong một phân cảnh của phim, gia đình này nói với Michael về việc họ muốn nhận nuôi cậu sau khi cậu sống với họ được vài tháng. Với câu trả lời nhẹ nhàng và dễ thương, Michael nói rằng cậu nghĩ mình đã thuộc về gia đình rồi. Đó là khoảnh khắc đẹp, cũng như việc nhận con nuôi là điều tuyệt vời. Tình yêu thương được lan rộng và sự hòa nhập trọn vẹn xảy ra khi một gia đình mở rộng vòng tay đón nhận thành viên mới. Việc nhận con nuôi làm thay đổi nhiều cuộc đời, như thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Michael. Trong Chúa Giêsu, các tín hữu được làm con Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi và trở thành con trai và con gái của Ngài. Là con nuôi của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được Thánh Linh của con Ngài, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, được trở thành người thừa kế của Ngài và cùng thừa kế với Đấng Christ. Chúng ta trở nên thành viên chính thức trong gia đình Ngài. Khi Michael Oher được nhận nuôi, cuộc đời, địa vị và tương lai của anh được thay đổi. Huống chi chúng ta, những người được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi, cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta biết Ngài là Cha. Địa vị của chúng ta thay đổi khi chúng ta thuộc về Ngài, và tương lai chúng ta thay đổi vì chúng ta có lời hứa về cơ nghiệp đời đời, vinh quang. Việc làm con cái Chúa ảnh hưởng đến địa vị của bạn như thế nào? Điều này thay đổi cách bạn nhìn nhận về bản thân ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cha ơi, cảm ơn Ngài đã nhận con làm con của Ngài. Xin giúp con hiểu rõ địa vị của mình là con cái Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.